chúng ta lại tiếp diễn. Và trò chơi tiếp theo của chúng ta cũng sẽ mang lại cho mọi người thật nhiều niềm vui. Chị Giang ơi, chị có thể bớt ăn để tập trung được không chị Giang? Chị nghe, chị ăn mà chị nghe. Nghe phải không? Hứa nha. Bởi vì đây là một cái trò chơi rất là khó. Trò chơi này của chúng ta có tên là nhanh tay liền trí. Cái điều quan trọng là mọi người phải ngồi dán chặt xuống ghế, không có được nhích mông lên. Đó. Khi nào Đại Nghĩa đọc câu hỏi với những đáp án sau A, B hay C, D gì đó, thì lúc đó mọi người nghe, nếu đáp án A mọi người cho rằng đây là đáp án đúng thì phóng tới bấm chuông giành quyền trả lời. Còn nếu như đáp án A chưa phải, chờ tiếp đáp án B còn sao. Đáp án B đúng rồi, phóng tới bấm chuông, cứ vậy. Và nếu như mình trả lời đúng, mình sẽ có được một điểm và được một cái quyền là mình loại một trong số bốn người của đội đối phương. Mình ngó coi ở bên kia ai mà có vẻ là thông minh nhất, mình loại liền, mình triệt từ trong trứng nước. Và cái người đó phải ra ngoài kia uống nước với các trai xinh gái đẹp. Nếu mình mà trả lời sai thì mình là cái người ra kia ngồi uống nước. Và mình dâng một điểm cho đội bạn, vậy thôi. Ví dụ em muốn loại MC thì sao nè? Trời, không có cửa đâu em ơi. Và trò chơi này của chúng ta sẽ kết thúc khi một đội bị loại hết tất cả các thành viên. Câu số 1, chuẩn bị sẵn sàng. Tên đúng của bộ phim sitcom phát sóng trên VTV9 do nghệ sĩ Quốc Thuận làm đạo diễn. A, Quan gia bùng cháy. B, Quan gia bùm chiếu. C, Quan gia bùm chéo. Mời chị Giang. Chị Quan gia bùm chéo đó. Yeah. Bình tĩnh để nghe thử đáp án này có chính xác hay không. Chính xác, chúc mừng chị Lê Giang. Chị Giang, chị loại ai? Giờ chị muốn loại ai? Đuổi tao đi, tao đi ăn. Trời. Con nó chơi kìa. Trời. Con đi rất là cưng. Đi đâu vậy? Mời Hồ Việt Trung ra quầy ba ngồi uống nước. À. Trời, nãy giờ luôn á. Con đứa tay dài mà đi ra rồi. Mới có câu đầu tiên thôi, bên đã tạm ghi trước được một điểm. Câu số 2. Mr. Siro là tác giả của bài hát nào sau đây? A, Tình Khúc Vàng. B, Bản Tình Cuối. C, Lắng Nghe Nước Mắt. Ê. Trời, đúng không? Mời chị Giang. Rồi. Con á. Đi ra ngoài luôn. Mẹ xin mời con đi về miền quê. Sao lắc lơ nơi quê quê hương. Chúng ta dắt vô lên. Dắt vô. Đấy, tiếp nước, đi. Tiếp nước mấy em. Tiếp nước cho Lê Lộc bớt nóng. Ngồi yên đó, chờ kết quả. Câu số 3. Đợi tao ra. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu. Là câu hát trong bài hát A, Mây Hồng. Trời ơi. Anh chờ đáp án A đúng không? À, đâu có. Thì anh bấm chuông đó. Muốn đó. Đi ra mà. Dạ mời anh. Muốn đi ra bộ. Vậy thì cầu được ước ấy mời anh. Ở đây làm gì? Đi hết rồi đó đây. Chi? Lại anh giỏi nha. Thúy ơi, còn mình em đó Thúy. Tội nghiệp quá à. Bên đây là bốn người hết luôn nè. Mình đang sẽ loại từng người. Cái câu hát đó đó là nằm trong cái bài hát Mưa Hồng. Đúng rồi. Một sáng tác của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chứ phải Mây Hồng. Chị Mưa Hồng. Dạ. Câu số 4. Chị Giang, câu này là em tin chắc chị hoàn toàn có cơ sở để chiến thắng. Ở lại đó đi. Một câu hỏi về bưởi da xanh. Chắc nó biết à. Rành lắm nè. Bưởi da xanh được gắn liền với địa danh nào? A, Bến Ninh Kiều. B, Bến Chương Dương. Rồi, Bến Chương Dương. Chọn Bến Chương Dương hả? Tại vì mỗi lần mình mua bưởi mình đi ra Bến Chương Dương mình mua. Em nghĩ sao mà bưởi ở gần ở đây mà mày rộn cái Bến Chương Dương mày. Cái gì vậy? Ủa? Bên đây nè ông ơi. Hả? Tại anh Tiết Cương về bên kia. Nói chung mình bị lỡ, mình muốn đi đâu mình đi. Xin lỗi nha Tiết Cương, nhìn lại đi. Ê! Lầy quá. Thúy ơi ráng nha Thúy. Đây còn ba người mình em thôi đó. Em sẽ cố gắng. Câu số 5. Câu này anh tin tưởng Nam Thư nè. Một câu em hỏi về một người anh rất thân thuộc với chúng ta. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sinh vào tháng mấy dương lịch? A, 9. B, 10. C, 11. D, 12. Đúng không? Chính xác. Quá đoán, quá đoán. Cái quả đó đó. Qua đây nè, qua đây nè. Mà bữa giờ xanh đó, bữa giờ xanh nè. Em sẽ để chị ở lại để chiến đấu với em. À. Yeah. Em là anh đội trưởng đi. Trời ơi.
mời đội trưởng. Trời ơi trời. Ở đây tao ăn lại tao không chơi nữa đâu. Đăng Thư. Dạ. Đúng là anh Hoài Linh sinh tháng 12 đúng không em? Anh Hoài Linh sinh vào ngày 18 tháng 12. À, dạ, em sinh 9 tháng 12. Anh sinh 5 tháng 12. Trời ơi, hay quá anh. Mai mốt ba anh em mình tổ chức sinh nhật chung. Rồi quá. 5, 9, 18. Rồi câu tiếp theo là gì? Anh không cho em biết được đâu. Mặc dù sinh cùng tháng chứ không cho biết đâu. Chị thắt qua đêm ngồi đây cho. Câu số 6. Tôi tin chắc rằng tất cả các bạn, nếu ai yêu thương tôi thì sẽ không biết. Chiều cao tính đến thời điểm này của nghệ sĩ Đại Nghĩa nằm trong khoảng nào? A 1m61 đến 1m65. B 1m55 đến 1m6. Sao bấm vậy? Chị cho em là cao 1m55 đến 1m6. Để chị đo coi, chị là 55 đó. Mà đi ra. Em mang thước dây ra đây. Coi như là mình trừ đôi giày 3 phân đi nha. Tôi là trúng là 60 là chừng à. Mẹ đón nhiêu vậy? Sao mà 55 tới 60? Không, anh Nghĩa phải 1m7. 67 rồi. Nó lớn anh em bao nhiêu em? 67 anh. Yeah. Yeah. Chúng ơi chị. Yeah. Sao? Tụng. 67 gì? Đo lại coi cái tóc của lấy lên lên. Thôi được rồi, được rồi. Dạ chị. Rồi ơi, mau về đây. Mời chị Lê Giang. Dạ bữa nay em mới biết em cao nhiêu đó đó quý vị. Nào giờ không có đi đo, không có biết. Trời, bây giờ còn hai kiều nữ. Cái vàng bên kia làm ơn giạt ra giùm tôi. Toàn là quân chết đói. Câu không? Này là một câu về một người nghệ sĩ rất quen thuộc với chúng ta, anh Chí Tài. À, Nam Thư cơ bộ là ha, đã rồi nha anh Chí Tài, quen quá rồi còn gì nữa. Nghệ sĩ Chí Tài đã từng tham gia vào bộ phim nào sau đây? A. Em chưa 18. B. Lật mặt. C. Trúng số. Yeah. Nam Thư. Bên đây trước. Bên đây trước. Bên đây bấm trước. Em đã chọn đáp án C đúng không? Em nhớ luôn là anh Chí Tài đóng vai chồng của cô Kim Xuân mà. Chính xác. Yeah. Vậy là thành viên cuối cùng Thu Thúy, mời em qua bên kia uống nước. Yeah. Thư, tới đây. Bởi vì người đẹp phải đứng kế với người đẹp, hiểu không? Trời ơi. Vậy là trong cái trò chơi thứ hai này, đội của em giành chiến thắng với 4 điểm. Yeah. Bên kia 3 điểm. Yeah. Nào, qua bên kia cùng uống nước ngọt, uống cái gì đó chung vui với mọi người. Đi.